Xin chào quý vị và các bạn đến với tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 29 tháng 10. Mở đầu bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh diễn biến trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Ấn Độ tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 vừa kết thúc cách đây ít phút. Sau trận thua Uzbekistan, cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 của đội tuyển nữ Việt Nam không còn nhiều. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần chiến thắng để giải tỏa tâm lý. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam làm tốt hơn trận trước. Trận đấu diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho Huỳnh Như và đồng đội. Đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 sau khi Nguyễn Thị Tuyết Dung cướp bóng ở sân đối phương và kiến tạo cho Huỳnh Như đánh đầu tung lưới đội tuyển Ấn Độ. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng chậm rãi, không tạo ra sức ép lớn và liên tục. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung ít phối hợp bóng ngắn xuyên phá hàng thủ đối phương, mà chủ yếu vẫn là những pha tạt bóng từ hai biên và sút xa. Dù vậy, cách tấn công đơn giản này vẫn đủ hiệu quả để mang về bàn thứ hai cho đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 1. Dương Thị Vân tạt bóng từ cánh trái, Trần Thị Hải Linh không bị kèm và dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Thế trận không có nhiều thay đổi sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ cuộc chơi và ghi bàn theo kịch bản tương tự như hiệp đầu tiên. Phút 73, Phạm Hải Yến lập công bằng cú đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, trong thế trận không gặp phải nhiều sự uy hiếp từ hàng công đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có khoảnh khắc mất tập trung. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh và các hậu vệ phán đoán phối hợp không tốt trong tình huống đá phạt từ sân nhà của đối thủ. Ranganathan tận dụng thời cơ để rút ngắn tỷ số. Các cầu thủ Ấn Độ cố gắng tấn công trong những phút cuối bằng những pha nhồi bóng bổng vào vòng cấm. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam không lặp lại sai lầm. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic 2024. Đây có thể là trận thắng cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ở lượt trận tiếp theo, Huỳnh Như và đồng đội sẽ chạm trán Nhật Bản. Vâng, cái trận đấu này tôi rất là hài lòng, không những hài lòng về cái tỷ số mà hài lòng cái cách đá của toàn đội. Toàn đội rất là cố gắng, rất là đáng khen ngợi trận đấu này chung của toàn đội. Và đội bạn thì tôi cũng nhận định là người ta cũng rất là tiến bộ. Thế nhưng mà những cái trận đấu chính thức với chúng ta thì chúng ta chưa gặp chính thức bao giờ, chỉ gặp những trận giao hữu thôi. Đấy, nhưng mà phải nói là qua cái trận đấu này chúng thấy người ta tiến bộ rất là rõ rệt. Nhưng mà đánh giá là thế này, người ta phối hợp chưa là tốt, chỉ có truyền dài, truyền bổng ở trong khu trung lộ thôi. Đấy, nếu mà chúng ta tỉnh táo hơn nữa thì hầu như những cái quả đấy hầu như đội bạn không làm gì được. Đấy, và chỉ sơ sẩy có một trường hợp thôi. Đấy, thì chúng ta bị gỡ 1-3. Nhưng mà bóng đá nó như vậy, tôi cũng không chỉ có nhắc nhở toàn đội tôi hãy tập trung vào trận đấu cuối cùng nữa để chúng ta làm tốt trong cái giải lần này. Có lẽ là vẫn phải chuẩn bị cái sự tự tin và thể lực thêm nữa. Tất nhiên là thể lực chúng ta vừa qua có cải thiện, có tốt. Thế như là hai cái trận đấu với Uzbekistan chúng ta thể lực cũng hơn, và trận này chúng ta cũng bọc cầm bóng và thể lực cũng tốt hơn. Thế đội bạn có vẻ cũng rất là mệt mỏi rồi. Thế nhưng mà chúng ta cái sân thì mặt sân quá xấu. Đấy, mặt sân đây rất là xấu. Trên là cái sự phối hợp chúng ta vẫn chưa được nhuần nhuyễn lắm, chưa được tốt. Thế nó do ảnh hưởng đến mặt sân. Thế cái trận sau thì chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn cái khâu phòng ngự. Đấy, tôi nghĩ là đội tuyển Nhật Bản thì người ta đã đa dạng lắm và tấn công rất là tốt, con người rất là đồng đều. Thế chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị tất cả các cái tình huống để làm tốt. Chúng ta đầu tiên ấy, là chúng ta phải đá tốt, và hai có cái tinh thần thi đấu thật là dũng mãnh. Cái thứ ba là chúng ta có thể chúng ta thua, nhưng mà chúng ta có thể thua tỷ số ít. Đấy, và cái lối đá của chúng ta thì hôm nay chúng tôi chuyển sang cái đội hình đã quen thuộc là 4-2-3-1. Chúng ta đá với cái trình độ bằng mình để chúng ta không phải gì phải đá phòng ngự phản công cả. Thì cái ý định của tôi như thế với toàn đội rất là tốt, và hôm nay là hầu như ngay từ hiệp 1 chúng ta có bàn thắng ở phút thứ 3 rồi, rất là nhanh. Hai trận đấu rồi và chỉ vỏn vẹn là có khoảng hơn chục người thôi. Khi mà tôi thấy tiếng trống vang lên thì tôi nhìn lên, tôi ra sân tôi nhìn lên thì rất cảm động, và có lẽ là rất là tự hào với người dân chúng ta. Tức là lúc nào cũng có cái tình thương yêu để cổ vũ lẫn nhau trong cái lúc khó khăn nhất. Thì tôi thay mặt toàn đội xin cảm ơn những cổ động viên của tại Uzbekistan này đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ chúng ta. Và trận thứ này chúng chính là một phần cũng do công lao của các cổ động viên đến sân cổ vũ. Mới đây, sau chiến thắng 3-0 của Công an Hà Nội trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 2 V-League 2023-2024, huấn luyện viên Trần Tiến Đại đã tiết lộ tình hình sức khỏe của bộ đôi Quang Hải và Văn Hậu khi cả hai không góp mặt ở trận đấu trên sân Pleiku.
Cả hai mất từ 4 đến 6 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu. Thời gian qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội chịu tổn thất lực lượng khi nhiều ngôi sao dính chấn thương vắng mặt. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại chia sẻ, đây không chỉ là tổn thất cho câu lạc bộ Công an Hà Nội mà là tin tức không vui đối với thầy trò huấn luyện viên Chu Xie khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào tranh tài ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 bởi Quang Hải và Văn Hậu đều được xem là trụ cột quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây. Dù sao, huấn luyện viên Chu Xie cũng có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút khi Hoàng Đức sau chấn thương gặp phải ở trận gặp Thanh Hóa thì có thể tập luyện vào tuần tới và hoàn toàn đủ khả năng tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 11 tới. Chia sẻ với báo giới trong thời gian gần đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nói về những câu chuyện cầm quân của các đội tuyển trẻ của bản thân ông. Ông nói, quãng đường của tôi với bóng đá là 35 năm, gần gấp 3 lần các học trò. Tôi biết cần làm gì tốt nhất cho các cầu thủ. Về phương pháp và thời điểm, tôi sẽ lựa chọn cho phù hợp. Tôi có nội quy cho cầu thủ, có nhiều gạch đầu dòng. Trước mỗi giải đấu, mỗi đợt tập huấn, đội sẽ đưa ra nội quy về sinh hoạt, tập luyện. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ phạt cầu thủ bằng các biện pháp về tài chính hay kỹ thuật nội bộ. Tôi có lúc giận dữ, có khi nhỏ nhẹ, có sự khuyên bảo. Lứa tuổi từ 18 đến 22, kiểu gì cũng mắc sai lầm thôi. Ngay cả thế hệ Quang Hải, Tấn Tài, Văn Hậu cũng có vấn đề xảy ra. Lứa cầu thủ bây giờ cũng vậy. Ông Hoàng Anh Tuấn bật mí về một lần giận dữ. Trước khi tham dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á, chúng tôi đấu giao hữu với Bahrain. Tôi trao đổi với huấn luyện viên đối thủ là nếu hòa thì sẽ đá luân lưu để tập luyện cho trường hợp vào giải có xảy ra như vậy. Có một số cầu thủ mà tôi đánh giá là tâm lý, kỹ thuật tốt trong lứa tuổi, có thể đá luân lưu tốt, nhưng cậu ấy đá hỏng. Vấn đề của pha bóng đó không phải là chuyên môn. Trong lúc giận dữ, tôi đã có ý định đuổi luôn cậu ta. Trong buổi họp đội, tôi nhấn mạnh rằng vấn đề không phải quả phạt đền hỏng mà là thái độ khi được giao trách nhiệm. Tôi định phạt tiền tiêu vặt của bạn ấy chừng 200 đô la. Đối với tôi, thái độ là quan trọng nhất. Tài năng có rồi, phải tập trung cao nhất, thái độ tốt nhất. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ cảnh cáo vì tôi nhận thấy rằng cậu ấy đã hiểu chuyện. Sau đó, cầu thủ này đã chứng minh cậu ấy xứng đáng được thi đấu, rồi chính cậu ấy đã luân lưu thành công ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á. Đấy là một trong những ví dụ để thấy rằng trừng phạt chưa chắc là phương pháp tốt nhất để cầu thủ tiến bộ. Nội quy được đặt ra vẫn phải tuân thủ, nhưng điều quan trọng nhất là làm thế nào để các cầu thủ hiểu được vấn đề và phát triển bản thân. Lúc này thì trận đấu sớm nhất của ngày Chủ nhật thuộc vòng 2 V-League 2023-2024 giữa Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại. Với đội hình được đánh giá tốt hơn nên ngay từ đầu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tràn lên tấn công hòng đánh phủ đầu đội chủ nhà. Tuy nhiên, Quảng Nam là đội có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 10, từ một pha đá phạt của Quảng Nam, trung vệ Lucas bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, trọng tài Anh Đức chỉ tay vào chấm phạt đền và Paulo Conrado đã mở tỷ số cho đội chủ nhà Quảng Nam bằng cú đá phạt 11m. Phút 35, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa được hưởng quả đá phạt đền do Mạnh Ngọc Hà bên phía chủ nhà phạm lỗi với Ngọc Long trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Rores đã có cú sút phạt không thành công khi bóng trúng thủ môn Văn Công dội ra, nhưng cú sút bồi của anh đã đưa bóng vào lưới cân bằng một đều cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trong một diễn biến khác, câu lạc bộ BKB Bình Dương đã có chiến thắng ngay trên sân của Quy Nhơn Bình Định. Khi bản tin này được lên sóng cũng là lúc mà hiệp 2 trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng mới được diễn ra. Lý do là bởi do sự cố về điện mà một cột đèn trên sân hàng đẫy đã không sáng. Điều này khiến cho việc nhập cuộc trở lại sau giờ nghỉ của cả hai đội không thể thực hiện trong hơn 10 phút đồng hồ. Trước đó trong hiệp 1, câu lạc bộ Hà Nội đã có chạm mốc 1.000 bàn thắng trên mọi đấu trường trong lịch sử với bàn thắng của Tagu vào lưới của câu lạc bộ Hải Phòng. Ngoài ra, trận đấu cũng ghi nhận bầu không khí sôi động của cổ động viên Hải Phòng bên khán đài A trong bối cảnh mà cổ động viên câu lạc bộ này bị cấm không được xuất hiện ở khán đài đội khách vì án phạt mùa trước do đốt pháo sáng. Các cổ động viên Hải Phòng đã mua vé vào khán đài A và tạo nên bữa tiệc cổ vũ đầy sôi nổi. Thông tin này cũng đã khép lại tin đá bóng đá ngày 29 tháng 10 của YouTube Báo Bóng Đá. Nếu bạn cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.